chào toàn thể quý bà con. Sau đây tôi xin chia sẻ với bà con chăm sóc cây sầu riêng trong giai đoạn sổ nhụy và sau khi đậu trái. Thì bà con thấy đây là cây sầu riêng đang sổ nhụy. Thì trước đó thì bà con trong quá trình chăm sóc cây ra hoa thì bà con đã kích được cho cây đi được một đợt đọt. Khi tới khi sổ nhụy mà đợt đọt này đã hoàn chỉnh, hoặc trước đó bà con đã xử lý đọt để cây không đi đọt trong quá trình sổ nhụy và sau khi đậu trái, thì bà con yên tâm là sau khi đậu trái thì cây sẽ hạn chế được cái việc rụng trái, rụng hoa. Thông thường khi cây ra được một cây đọt hoàn chỉnh trước khi sổ nhụy thì sau khoảng 4 đến 50 ngày thì cây mới đi đọt trở lại. Bà con thấy đây là cái hoa sầu riêng đang sổ nhụy. Trong cái giai đoạn sổ nhụy này thì bà con chú ý là tưới nước. Tuy nhiên chúng ta tưới nước thì chỉ tưới 1/3 hoặc 1/4 so với lượng nước trước đó. Đặc biệt là trong cái giai đoạn sổ nhụy này thì bà con chú ý là bà con không nên phun thuốc hoặc dinh dưỡng cho cây. Trừ trường hợp đặc biệt là khi cái sầu riêng nó đang sổ nhụy, bà con thấy có một số côn trùng nó ăn cắn hoa sầu riêng với số lượng nhiều thì bà con sử dụng một số thuốc, ưu tiên là cái thuốc sinh học bà con phun vào sáng sớm. Trong cái giai đoạn này thì bà con có thể chủ động thụ phấn nhân tạo cho cây. Thì thời gian thụ phấn là từ 6 giờ đến 9 giờ tối để tăng tỷ lệ đậu trái cho cây. Sau khi cây đã sổ nhụy hoàn toàn thì bà con sử dụng các dòng amino, các dòng trung vi lượng cộng với thuốc trừ sâu. Bà con ưu tiên các dòng thuốc trừ sâu sinh học. Bà con có thể sử dụng TKS trung vi lượng cộng với thuốc trừ sâu bà con phun để cung cấp dinh dưỡng cũng như phòng trừ sâu gây hại cho cây. Sau khi đậu trái 10 ngày thì bà con phun các dòng phân bón lá có hàm lượng canxi cao và cộng với thuốc nấm bà con phun cho cây. Bà con có thể sử dụng TKS canxi bo cộng với TKS mega power bà con phun để cung cấp dinh dưỡng cũng như là phòng bệnh cho cây. Sau khi cây đầu trái được khoảng 20 đến 30 ngày thì bà con tiến hành bón gốc cho cây bằng các dòng phân có hàm lượng kali cao, ví dụ như 12 12 17 hoặc 15 8 20, bà con bón cho cây. Sau khi cây đầu trái được 40 đến 50 ngày thì bà con có thể sử dụng các dòng phân bón lá có hàm lượng canxi và magie cao còn phun cho cây. Và bên dưới bà con bón các dòng phân có hàm lượng đạm lân kali bằng nhau, ví dụ như 15 15 15. Bà con chú ý khi bà con chọn phân nền BK bà con bón cho cây sầu riêng đang mang trái thì thành phần kali bên trong phải là kali trắng, đó là kali nitrat và kali sunfat là K2SO4 hoặc KNO3. Và trong giai đoạn này thì bà con có thể bổ sung thêm ở gốc các dòng phân bón gốc trung vi lượng cho cây. Bà con có thể sử dụng TKS HC50 bà con bón cho cây để cung cấp các dòng trung vi lượng cần thiết cho cây để nuôi quả. Và sau khi cây đã được trái từ 7 đến 90 ngày thì bà con bón thêm một số các dòng phân hữu cơ ủ hoai cho cây, hoặc bà con có thể sử dụng TKS đạm cá 111 bà con bón cho cây. Sau khi cây sầu riêng trái đạt từ 90 đến 100 ngày bà con bón các dòng phân NPK có hàm lượng kali cao như 15 5 20, và khi trái đạt từ 110 thì 120 ngày bà con có thể phun thêm kali trắng để tăng chất lượng cơm của trái. Thì tùy vào khí hậu của từng vùng, tuổi cây cũng như thể trạng của cây và sau bệnh hại trên vườn của bà con thì bà con chọn cách chăm sóc thích hợp nhất. Chúc cho bà con thành công và có một mùa bội thu.